Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà một món chay rất là ngon, đó là món thịt nướng chay. Và cái nguyên liệu để làm cái thịt nướng chay hôm nay thì mình làm từ chân nấm đông cô khô nha cả nhà. Khi mà em nghĩ ra được cái món này thì em nghĩ là làm chắc không có ngon đâu. Nhưng mà khi mà mình làm thành phẩm rồi thì ngon không tưởng luôn, ăn rất là ngon. Ngon hơn rất là nhiều so với mình làm từ nấm hoặc mình làm từ sườn non chay á cả nhà. Tuy là một món nướng nhưng mà khi nướng lên nó vẫn giữ được độ dai mềm và không hề bị khô. Đặc biệt cái phần thịt chay ở bên trong á thì nó có sớ giống như là thịt thật ha. Vị thì rất là vừa ăn. Thì món này mình có thể nướng lên để đãi tiệc nè, hoặc là mình ăn với lại cơm tấm. Đó, mình có thể kết hợp với bún bánh hỏi nè, đó. Nói chung thì ăn được rất là nhiều món ha. Cách làm món này như thế nào thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Đầu tiên thì em có ở đây là 100g chân nấm đông cô khô. Bây giờ em sẽ cho nó vào một cái thau lớn, sau đó thì em cho vào đây là 1 lít nước nè. Em sẽ dùng một cái rổ nè, đè hết cái phần chân nấm để cho chân nấm nó ngập đều sâu ở trong nước á. Rồi sau đó thì em dùng một cái nắp đậy lại và mình sẽ ngâm cái chân nấm này qua một đêm nha. Chân nấm sau khi ngâm qua một đêm rồi thì cả nhà thấy nè, đó cái phần nước của chân nấm nó ra rất là nâu như thế này ha cả nhà. Đây cho cả nhà xem nè. Bây giờ thì chân nấm nó đã nở rồi, mình bóp á, cái chân nấm nó mềm rồi nè cả nhà. Đó. Thì bây giờ thì em sẽ đem cái phần chân nấm này mình đi rửa lại với nhiều lần nước. Thì mỗi một lần xả một nước như vậy thì mình vắt nước ha. Đến khi nào mà cả nhà thấy cái phần nước mình rửa cả nhà nó trong lại, nó hết cái màu nâu là được ha. Chân nấm sau khi đã được rửa xong thì em vắt ráo như thế này rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm cái bước tiếp theo là mình sẽ gọt cái chân nấm nha cả nhà. Những cái nào mà đen nè, rồi ở cái gốc chân nấm đó cả nhà, nói chung là mình gọt cho nó sạch sẽ hết luôn ha. Em sẽ bắt lên đây là một cái nồi nước nè, em cho vào đây là 6 cây sả đập dập cắt khúc. Sả này thì nó không có được lớn lắm nha cả nhà. Rồi bây giờ em đậy nắp lại. Thì sau khi mà cái nồi nước nó sôi lên thì em sẽ cho hết cái phần chân nấm mình vừa gọt sạch đó, cho hết vào đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ đảo nó lên nè, rồi em sẽ tiếp tục đẩy cái nắp lại và mình sẽ luộc cái phần chân nấm này trong vòng 15 phút nha. Thì nếu mà cả nhà không có sả, cả nhà có thể luộc với gừng hoặc mình luộc chung sả với gừng đều được để mình khử đi cái mùi nấm nha cả nhà. Thì sau 15 phút thì em sẽ tắt bếp và mình lấy cái phần chân nấm này rửa sạch lại với 2-3 lần nước và vắt ráo. Đây cả nhà, đó bây giờ cái phần chân nấm em đã vắt ráo như thế này rồi nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm bước tiếp theo nha. Em sẽ cho hết cái phần chân nấm vào một cái túi ni lông như thế này. Đó, rồi mình sẽ dùng chày á, mình sẽ giã cho cái phần chân nấm này nó nhuyễn ra nha cả nhà. Nếu mà mình có cái máy chuyên dụng để mình xay cái phần chà bông đó cả nhà, thì mình bỏ vào máy mình xay cho nó nhanh nha. Mình làm ít ít thì mình giã bằng tay như thế này được. Còn nếu mình làm nhiều quá thì mình giã tay nó rất là mỏi cả nhà và rất là lâu nữa. Thì sau khi mà giã cho nó nhuyễn rồi thì em sẽ cho nó ra một cái túi vải như thế này. Hoặc cả nhà có thể dùng khăn sạch cũng được nha. Đó, rồi mình sẽ vắt cho cái chân nấm này nó thật là khô nước luôn ha. Vắt xong thì em cho nó ra một cái thau như thế này, rồi mình sẽ bắt đầu nêm gia vị vào đây nha.
Đầu tiên thì em sẽ cho vào đây là một muỗng canh tỏi phi, hoặc cả nhà có hành phi, cả nhà cho hành phi cũng được. Hoặc nếu mình kiêng ngũ vị tân á, thì mình không cần phải cho vào ha. Tiếp theo thì em cho vào đây một muỗng canh dầu tỏi phi để cho cái phần thịt chay của mình nó được thơm nha. Tiếp theo thì em sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm chay, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu xay. Rồi bây giờ mình chỉ cần nè, đó, mình sẽ bóp tơi cái phần chân nấm này ra, rồi mình trộn cho nó đều với các gia vị nha cả nhà. Đây là phần chân nấm em vừa trộn đều với gia vị rồi mình làm tơi cho nó ra như thế này rồi nè. Đó, và để tạo cái chất kết dính thì em dùng ở đây là 3 muỗng canh bột mì và 1 muỗng canh bột năng. Mình sẽ cho bột vào từ từ rồi mình trộn đều nha cả nhà. Sau khi trộn đều rồi thì cả nhà thấy nè, đó, cái phần chân nấm của mình nó rất là khô ráo nhưng mà nó rất là dẻo nha cả nhà. Đó, bây giờ em sẽ dùng một phần nè, đó, mình sẽ bóp lại. Đầu tiên thì mình sẽ bóp cho nó dẻ chặt lại á, rồi sau đó thì mình sẽ nặn nó thành một cái nó miếng thịt chay ha, rất là đơn giản như thế này. Và cái thịt chay này cả nhà nhớ là mình làm mỏng thì nó mới ngon nha cả nhà, làm dày nó sẽ không ngon đâu. Làm mỏng mỏng như thế này nè. Đó, rồi em sẽ cho nó vào một miếng giấy bạc. Đó, như thế này. Nếu mà cả nhà mà ở nhà mình có lá chuối, mình cũng có thể sử dụng lá chuối nha. Hoặc là một cái cách khác thì mình cũng sẽ nè, ban đầu thì mình cũng sẽ bóp cho cái miếng thịt chay nó dẻ lại, rồi sau đó mình cho vào cái miếng giấy bạc, rồi mình sẽ nặn trên cái miếng giấy bạc luôn nha cả nhà. Mình đè cho nó ra, cho nó dẹp dẹp, cho nó mỏng ra ha. Thì cứ tiếp tục cả nhà làm đến hết cái phần chân nấm còn lại luôn nha. Thì khi mà làm xong cả nhà thấy cái thao nè, đó. Và đây là tất cả cái phần thịt chay mà em đã vừa làm xong nè cả nhà, đó. Rồi, ở đây thì em có bắt sẵn một cái nồi nước sôi rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần cho cái vị hấp lên đây mình hấp thôi đó. Mình sẽ xếp chồng cái phần thịt chay lên nhau như thế này ha. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ hấp cái phần thịt chay này trong vòng 30 phút nha cả nhà. Sau khi mà hấp đủ thời gian thì em sẽ tắt bếp và mình sẽ bắt đầu lấy hết cái phần thịt chay này ra. Rồi mình sẽ để cho cái phần thịt chay này thật là nguội mình mới đem chế biến nha. Thì khi mình làm được tới đây rồi, nếu chưa ăn liền á, cả nhà có thể là bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh mình ăn được khoảng 1 tuần. Hoặc mình muốn ăn lâu hơn mình có thể bảo quản tủ đông nha. Thì do là em làm buổi chiều á, cho nên em đã để ngăn mát tủ lạnh qua một đêm rồi. Bây giờ thì em sẽ lấy ra cho cả nhà xem. Khi mình bảo quản tủ mát hay tủ đông gì đó cả nhà nhớ bọc cái lớp màng bọc thực phẩm lên trên như thế này nè, để cho cái miếng thịt chay của mình nó không có bị khô nha. Và đây là thành phẩm nè. Đó, cả nhà thấy nè, nó kết dính rất là tốt và nó rất là dẻo dai á cả nhà. Đây nè, đó, nhìn rất là ngon luôn ha. Bây giờ thì em sẽ cho nó hết ra cái dĩa rồi mình đem ướp gia vị mình nướng luôn nha. Để nướng thì em có đây một ít gia vị. Đầu tiên em có là 5 cái củ hành tím nè, 4 tép tỏi và 4 cái cây sả nhỏ nhỏ như thế này ha. Hành, tỏi với lại sả thì em sẽ đem cắt nhỏ ra hết luôn nha. Sau khi cắt xong thì em sẽ cho hết nó vào một cái túi ni lông như thế này.
Bây giờ thì em sẽ dùng chày, mình sẽ giã nhuyễn hết cái phần này ra để mình lấy cái nước đó, mình ướp vào cái thịt cho nó thơm nha cả nhà. Nếu mình ướp luôn cái xác thì khi mình nướng thì nó sẽ bị cháy khét, nó không có ngon ha. Em sẽ cắt ở dưới một cái đáy túi thật là nhỏ như thế này, sau đó thì mình vắt hết cái phần nước có ở trong này ra. Sau khi vắt xong thì em thu được khoảng là một muỗng canh đó cả nhà. Bây giờ em sẽ nêm vào đây là 1/3 muỗng canh hạt nêm chay, 1/4 muỗng canh ngũ vị hương và nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm chay, 5 muỗng canh tương ớt. Tiếp theo thì em sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh màu dầu điều. Rồi, bây giờ thì mình chỉ cần quậy đều cái phần sốt này lên thôi. Sau khi các gia vị nó đã tan hết thì mình sẽ bắt đầu đi ướp cái thịt chay nha cả nhà. Em sẽ cho cái phần nửa phần sốt này vào trong cái dĩa thịt này để mình ướp thôi. Còn phần nửa sốt còn lại thì mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào cần ăn mình có thể là ướp nấm hoặc là ướp rau củ quả cả nhà, để mình nướng cũng đều rất là ngon nha. Bây giờ em sẽ đeo bao tay vào rồi mình sẽ massage đều từng cái miếng thịt chay để cho nó thấm đều gia vị ha. Sau khi ướp xong á, nếu có thời gian cả nhà có thể là để ở đây mình ướp tầm khoảng 5-10 phút. Còn nếu không có thời gian mình có thể là mình đem mình nướng luôn liền cũng được ha. Tuy là nướng á, nhưng mình cũng phải là cho một xíu dầu ăn vào đây để cái miếng thịt chay của mình nó không có bị khô nha cả nhà. Đó, em sẽ quét một lớp dầu ăn mỏng mỏng lên đây ha. Chảo nóng thì mình sẽ bắt đầu cho cái phần thịt chay vào đây mình nướng thôi. Và cả nhà nhớ là mình nướng dưới lửa nhỏ nha cả nhà. Cả nhà đừng có để lửa lớn nó bị cháy khét. Và cả nhà nướng khi nào mà cả nhà thấy nè, cái phần thịt chay của mình nó khô lại và nó vàng như thế này là được rồi. Cả nhà đừng có để cho nó khô quá. Khô quá thì ăn nó cũng không có ngon. Và đây là tất cả cái phần thịt chay mà em đã vừa nướng xong nè cả nhà. Đó, em làm một cái mẹt rau ăn cùng gồm có xà lách nè, dưa leo, cà chua, kim chi với lại cải thảo ha. Về cái phần nước chấm thì tùy vào sở thích, nếu mà cả nhà ăn thịt nướng không với rau thì cả nhà có thể là làm cái muối chấm hải sản đó cả nhà. Hoặc nếu cả nhà muốn ăn với cơm, với bún thì cả nhà có thể làm một chén nước mắm chay chua ngọt ha. Đó, nhìn rất là hấp dẫn tuyệt vời luôn. Cái phần thịt chay sau khi nướng xong thì không hề bị khô, nó vẫn giữ được độ mềm và dai rất là ngon. Đặc biệt cái phần chân nấm phía trong nó có xớ giống như là thịt thật vậy đó. Đặc biệt cái phần gia vị nướng rất là thơm và rất là vừa ăn luôn á cả nhà. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn chưa nè. Thì cái món thịt chay làm từ chân nấm hôm nay thì ăn sẽ rất là ngon, ngon hơn rất là nhiều so với mình làm từ nấm hoặc là sườn non chay. Hôm nào cả nhà có thời gian á, mình làm thử cái món này nha. Làm xong thì để ngăn đông, khi nào cần ăn mình lấy ra mình ăn rất là tiện luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem hết cái video này. Và nếu như mà cả nhà mình thấy yêu thích kênh thì hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.